vị sản xuất ngói Tân Việt Ý cùng những chuyên gia Nhật Bản có mặt tại công trình khu đô thị Thống Nhất, thành phố Nam Định. Đến với chương trình hôm nay, chúng tôi có sự chia sẻ và tri ân có những lắng nghe ý kiến của khách hàng về giá trị sản phẩm và đánh giá nêu bật những cái chất lượng và những nguyên nhân lý do tại sao mà khách hàng sử dụng lựa chọn ngói Tân Việt Ý. Và qua đây thì cảm ơn ông đã dành những thời gian quý báu để cùng với đơn vị Vincom con để có những cuộc phỏng vấn và những cái chia sẻ tận tình đến những khách hàng, để từ đó tạo ra cái niềm tin và cũng như là cái sự so sánh chất lượng giá trị sản phẩm trên thị trường. Với những thị trường hiện tại thì có tồn tại 40-50 sản phẩm ngói khác nhau, nhưng mà những cái lý do đích thực như thế nào thì để với cái sản phẩm ngói Tân Việt Ý thì trên mái nhà mình đấy, thì xin phép ý kiến ông phát biểu đây là em báo cáo với tất cả các bác chị. Tôi thì mình gần thôi để chúng ta phát triển chân thành mình. Thế thì ra nhà tôi đây, gia đình tôi đã tiến hành gần một năm. Nhưng trước khi công trình này khởi công thì chúng tôi cũng đã có cái ý định để lựa chọn tất cả các loại sản phẩm, trong đó nhất là cái ngói, để hợp lên cái mái, cái ngôi biệt thự này làm sao cho nó vừa đẹp, nó vừa bền và nó là cái mỹ quan rất cao. Thế cho nên về thiết kế, về thi công thì nói chung là hai cái khâu ấy thì đã hoàn thành. Riêng cái ngói của các bác thì chúng tôi đã lựa chọn từ ngay tháng thứ ba, trước khi công trình bắt đầu xong nền móng, chúng tôi đã có những người lựa chọn ngói. Bởi vì trên thực tế chúng tôi thấy rằng ngói ở đây là rất nhiều, trên thành phố ở đây là khu đô thị Thống Nhất, là khu đô thị mới nhất và cũng là đẹp nhất của thành phố Nam Định. Thế sau nhiều lần khoảng hơn một chục các cái tiếp thị của các cái cơ quan khác, các công ty khác đến đây, và chúng tôi đã gặp được anh Trinh là nhân viên tiếp thị của cái công ty ngoái này trên nước ngoài, tôi cũng không có đảm bảo vâng romantic. Thì qua khảo sát các thứ mà cũng đã thử thách, kể cả chúng tôi đã dùng đến, nó nói đi xin phép các bác là các cái kỹ sư xây dựng tư vấn hộ tôi xem cái chất lượng cái ngoái này, bởi vì đẹp thì nó rất đẹp rồi, chúng tôi đã chấp nhận cái đẹp và cái màu sắc của nó, nhưng mà để nó chắc chắn chúng tôi đã nhờ đến các kỹ sư cao cấp có chuyên môn rất cao trong xây dựng sản phẩm đẹp, lựa chọn ví dụ như người ta đã từng thử là đánh rơi viên ngói từ ngang ngực, tức là chủ định là đánh rơi xuống, ngoài viên ngói không vỡ ra thì màu sắc của nước men viên ngói này vẫn bền chặt đúng như kết cấu.
nên chính như vậy nên chúng tôi cũng đã ngoài ra cũng đi khảo sát tất cả cái đô thị, cái đô thị này là cao cấp nhất của thành phố. Thế khi khảo sát thì so sánh cả hình thức, cả chất lượng với những viên ngói đưa đến chỗ nhà tôi khoảng hơn 10 viên thì nó đều giống rất xa. Chính vì vậy gia đình tôi đã quyết định lựa chọn cái ngói. Thế trên này đã lập nhà đã xong rồi, nhiều người đã đến đây quay phim rồi, chứ không phải các bác đâu. Và tôi đã giới thiệu và họ đã tìm hiểu rất kỹ và họ cũng làm việc thật. Nhưng tôi bận lúc nào đã được tiện thì tôi sẽ tại vì các bác học mặt sẽ giới thiệu đến chú anh trình cảm ơn. Hôm nay là công việc nó xong. Nói chung là gia đình rất cảm ơn các bác đã cung cấp cái sản phẩm này, không những cho gia đình mà cho thị trường. Thì để chúng tôi sẽ và những người dân ở đây khi họ xây dựng ra đây nhà thì họ sẽ tìm đến các bác và các bác càng phải đổi mới hơn nữa để cho cái chất lượng sản phẩm cũng như cái màu sắc của sản phẩm càng đẹp hơn. Thế là xin chân thành cảm ơn các bác và trong mấy lần một cái thay mặt ban, cảm ơn bác là thay mặt cho ban lãnh đạo của công ty. Yeah. Rất là hôm nay công trình chúng ta đã hoàn thành. Yeah. Xuống để thăm công trình nhà bác. Yeah. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác đã tin tưởng dùng cái thương hiệu nó màu romantic của công ty cổ phần Tân Việt Ý. Yeah. Thì trên cái sự ủng hộ của bác và công ty sẽ cháu sẽ cố gắng ngày càng phát triển hơn nữa, áp dụng những công nghệ mới nhất để ngày càng cho cái viên ngói được ngày càng đẹp hơn và chất lượng tốt hơn. Xin được chân thành cảm ơn bác. Hôm nay đi cùng với đoàn công ty của cháu thì có Mr. Potao, nhà cung cấp sơn hàng đầu với lịch sử hơn 100 năm, đang đồng hành cùng với công ty chúng cháu để làm ra những cái sản phẩm cũng như bác nói đó là có một cái chất lượng màu rất là tốt cho nên và rất là xin được cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn các bạn nhé. Chúc các bác nhân dân hòa bảo. Hôm nay là lãnh đạo công ty tới đến có món quà là tri ân gia đình đã tin tưởng sử dụng cái thương hiệu nón bảo romantic của công ty cổ phần Tân Việt Ý. Đấy thì các bạn vừa xem cái chia sẻ của bác về cái quá trình bác chọn ngói romantic của công ty Tân Việt Ý và cái những cái hài lòng và cái những cái thử thách của bác đặt ra cho cái hệ ngói này của công ty Tân Việt Ý. Đấy thì bác đã chia sẻ cho các bạn trải nghiệm từ quá trình chọn đến trải nghiệm trong quá trình sử dụng. Đấy và trong quá trình thi công. Đấy thì các bạn đã được lắng nghe trực tiếp về cái căn nhà của bác. Thì bác ơi cho hỏi căn nhà này bao nhiêu mét vuông bác nhỉ? 175 mét. Đấy thì bác sử dụng 175 mét. Và đây là cái thực tế nhá, thực tế cái ngôi nhà mà sau khi bác đã thi công bằng cái hệ ngói romantic đang cầm trên tay tôi đấy. Thế thì anh review lại từ bên dưới nhìn cho các bác nhìn một lần. Đấy thì nếu các bạn có quan tâm về cái ngói romantic nhá thì hãy nghe lắng nghe chia sẻ của những vị khách hàng trực tiếp của công ty chúng tôi tại khắp các tỉnh thành. Và nếu các bạn có quan tâm thì hãy xem hết tất cả những cái video về ngói của công ty romantic nhá, để xem quá trình chọn lựa chọn các loại ngói của công ty, của khách hàng đến với công ty, quá trình lựa chọn và cái độ hài lòng về sự dịch vụ, sự chăm sóc tận tâm của công ty đến với khách hàng. Và nếu các bạn muốn biết nhiều hơn nữa thì hãy xem thêm thật nhiều video về giải thích về romantic, chia sẻ về romantic và thử thách đối với romantic. Thì mời các bạn cùng lắng nghe. Và nếu mà có bất kỳ thắc mắc gì hoặc là muốn tư vấn gì thì hãy liên hệ với số điện thoại ở bên dưới màn hình. Thì chúng tôi, những nhân viên xuất sắc của romantic và những người hiểu rõ nhất về romantic và những khách hàng sẽ gửi đến những bạn những tài liệu cần thiết về cái ngói mà các bạn đang quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bác nhé.